Xin chào bà. Kìa, ông là ai? Thưa bà, tôi là kẻ từ miền xa xôi lắm. Tôi đạp xương hàng đổi gió tuyết trở về đây. Để làm gì? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện? Ông muốn nói chuyện chi? Chuyện ban đầu của một người con gái. Chuyện đau thương của một kẻ đắng trình. Đêm qua tôi có về ngang nơi họ hẹn cũ, thì mới hay người con gái ấy đã sang sông. Ông là ai mà làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động? Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Dạ, dân tôi sẽ ra đi để đưa tiền mùa thu vào trong một giấc mơ buồn. Rồi có chiều nào bà dừng chẳng nơi quán lạ, xin bà dành lại phút giây hoài niệm kẻ đăng trên. Tôi đã ra đi là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên trời cô độc như loài chim buồn lạc lòng giữa cánh sương. Bà ơi, nếu có phút giây nào bà chẳng nhớ thương đến kẻ đã cùng bà thề nguyện, thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm mà khóc cho nhau dài giọt lệ ban đầu. Ông là ai mà sao giọng nói nghe nghe ngào đứt nở? Nhắc chuyện ban đầu của hai kẻ mới vào yêu, có phải chăng ông là kẻ đã ra đi và bỏ lại sau lưng niềm trong lành? Bà ơi, chỉ như tôi đã cùng bà tề nôn hẹn biển, thì giấc mơ kia đâu còn gì nữa khi rượu cuộc sống vàng son qua mộng, bỏ lại bên đường dài kỷ niệm đơn sơ. Bà ơi, tôi đến đây là để chúc tụng cho bà, cho đêm hôn lễ được vô vàng hạnh phúc. Và hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ, cho mộng trời ta không bờ ngỡ mộng sông hồ. Để cho bà được bình yên trên kiểu vui, nhưng đó là quyết định của sư mẫu em, thì trời ơi làm sao cãi lời người được. Tông ca, bà ơi, dù muốn dù không thì bà cũng là vợ của người ta, còn tôi là kẻ nước mắt lệ hạnh phúc. Có tiếc thương thôi cũng đặt chia biệt, mong mỹ nào cũng ta cùng nhớ cánh xương. Tôi sẽ dừng chân bên trên đồi có lạ, để lắng nghe chim quyện đang rộn đã kêu sầu. Đó cũng là lúc mà đã bình yên trong cuộc sống, bên cạnh dòng và những đứa con sinh. Còn tôi với cuộc đời không định sẽ vui lắm bước chân qua. Tất cả xin chính biệt. Tâm ơi, từng bước chân xa với đôi trời, chính biệt
tôi trở lại gặp Nga lần sau cuối, rồi tôi sẽ dấn thân vào mọi gian nguy. Em gian anh, em xin anh hãy quên bỏ thù xưa, càng trả hận hận thù càng chất cứ. Họ làm cho ta phải trọn đời đau khổ, phải sống nương nhờ nơi cửa từ bi. Nếu không nhờ ông sư phụ chở che và sự hy sinh tốt cùng của như tốt cùng, thì thân bé bỏng của ta đã trở thành tro bụi, đâu còn gì lưu giữ. Yeah.